mồi bán rồi mồi. Mọi người ghé mồi bán đi, mồi bán cho bà Bảy đi nha. Bà ghé nè, bán cho bà Bảy rồi. Bán gì? Cái nào màu nào? À, dưa leo á phải không? Rồi vô đi, vô đi. Tính ra đi mẹ lấy cho. Này cái gì ta? Phải không muội? Này phải không muội? Đúng không? Ừ, cầm đi. Cái gì? Muốn thử không? Muốn thử da heo chíp chíp coi nó giòn không? Nè, giòn rôm rớp luôn nè, ăn thử không? Không hả? À? Sao vậy? Nó giòn dữ lắm, nó ngon mà sao ăn? Rồi. Dạ. Lấy gì nữa? Bánh tráng hả? Mấy bánh tráng này sao nay không có tắt ta? Ừ, nay không có tắt gì hết trơn. Con lấy đi. Có ai cái nào con giật giật xuống. Rồi bánh tráng thanh long hả? Ờ, bánh tráng thanh long. Kéo xuống. Mạnh xuống. Rồi nè. Hai bịch luôn. Bỏ bên kia đi. Giữ ta. À, để đây nè, để mà bà Bảy tính tiền. Để đây nè con. Để đây nè, đây mình đây nè. Để lên đây nè, con hỏi bà Bảy tính tiền. Đó, đúng rồi. À, bánh bông lan nhìn ngon quá, muốn ăn bánh bông lan không? Thử. Bánh lan nhìn hấp dẫn quá. Mũi đâu rồi? Cái gì vậy? Thầy phát biểu quá hả? Không có ghi trong này hả? Cô không có phát giấy hả? Không. Đó chỗ nào? Đây nè, đây nè, giấy đây nè. Đó, giấy dưới này. À, đó thứ hai với... Tiếng Anh, công nghệ tiếng Anh. Chiều thứ hai với sáng thứ tư phải không? Ờ, rồi thôi cất đi, cất đi rồi về, chiều về coi. Thôi mà Bảy lấy đồ chưa? Cất đi. Cất đi rồi lại coi bà Bảy tính tiền. Ăn mấy muỗng lan không mẹ mua cho? Muỗng lan ngon, không hả? Sao vậy? Sao không ăn? Không thích hả? Kỳ vậy? Trời ơi, muội ơi. Ở trên xe mà mở tính luôn á hả? Rồi nó rớt hết làm sao? Đi xách đồ vô. Trời ơi, muội cầm riêng cái tính. Rồi cái đó để đó đi, mẹ xách cho. Để lên xích đu đi, mẹ xách vô cho. Con xách đồ của con nè. Cặp của con nè. Trong cặp của con á, nay đồ để một cặp. Không có chỗ để cho nên là để một cặp. Xách 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 đồ vô, cậu ba ra đón kìa. Gạo với rau nữa cậu ba, xách vô luôn. Trời ơi, xách luôn cái cặp vô đi. Trời ơi, xách bánh, rồi đổ hết trơn. Mấy cái viên sô-cô-la của muội đổ hết trơn, đủ màu hết. Tự nhiên hả? Rồi, cho anh hai. Cho anh hai một cái, anh hai xuống tham gia không? Hả? À, anh hai xuống tham gia không? Xuống liền. Đủ anh hai xuống liền. Tham gia chứ. Ở đây mẹ cầm điện thoại cho. Rồi. Anh hai xuống liền anh hai. Xuống tham gia liền. Em có cái gì? Nè, trả lại nè. Em có cái gì? Bữa nay em mua bánh tráng thanh long cho anh hai nha. Ngoài ra em còn có mua ba cái gì nè. Mua ba cái quả trứng la bu bu nữa nè. Cậu ba. Cho cậu ba ba quả trứng la bu bu nè, đẹp chưa? Cái này hôm bữa cậu ba có mua nè. Có không? Có. Sao không nhớ ta? Có. Mua giận rồi đó. Mua giận lắm rồi á. Vậy muội, lấy bánh tráng thanh long đi đâu vậy muội? Sao anh hai? À, anh hai nói anh hai chiều nay anh ăn mì tôm nữa muội ơi. Cho anh hai miếng bánh tráng thanh long đi muội. Cho anh hai miếng đi. Lần đầu tiên mà phải cho chứ. Ơi.
Xíu thôi cũng được đó. Xé bịch đá cho anh hai luôn cậu ba. Anh hai muốn. Nè, bịch trắng nè. Bịch trắng hay bịch thanh long? Thanh long chứ là à. Mà mỗi cái vẫn kéo mỗi. Kéo luôn, kéo được ngay giữa đó. À, ủa sao dễ vậy, vậy vàng quá vậy? Cái gì? Thì con ăn của con đi. Này bịch này của anh hai ăn. Nè, cho anh hai miếng nhỏ nè. Cho anh hai miếng nhỏ. Nhớ anh hai, mụi có mua cho anh hai một cái trứng bất ngờ nữa mà. Hồi nãy mụi mở trứng của mụi rồi. Nè. Giờ trứng của anh hai đâu? Mở cho anh hai luôn cậu ba. Mở trứng Pikachu của Mão, mở luôn. Mở ra trứng Mão có gì bên ta? Cái này sô-cô-la phải không? Hình như sô-cô-la, nãy trứng mụi là sô-cô-la đó. Sô-cô-la viên đủ thứ màu á. Ơi ơi mà Mão nói là bu bu. La bu bu, Mão muốn la bu bu. La bu bu, tím, đỏ và xanh. Được chưa? Mẹ ăn cái này không? Đâu? Đó, viên sô-cô-la. Ê, má, cậu ba này cũng đổ tùm lum hết trơn. Má lấy được viên rồi hả? Đã ta ơi. Đủ thứ màu hết ha. Xanh, đỏ, vàng, cam. Đủ màu hết. Ngay vô nha. Đủ màu hết luôn. Sao? Trời ơi, mũi mỗi gói sô cô cái viên sô cô la trong bánh tráng à, thanh long ăn luôn nè, ăn kiểu mới đã. Cho anh hai bánh tráng thôi cậu ba, anh hai khoái. Anh hai nói anh hai sô cô la rồi, giờ tới bánh tráng thôi. Mụi ơi, mụi dẹp cái nón của mụi, mụi cắt cái nón liền. Wow, ngon chưa? Rồi bye bye các bạn nha. Mụi đã mua bánh về cho anh hai thưởng thức rồi. Anh hai muốn ăn bánh trắng trắng kìa cậu ba, thấy chưa? Anh hai nói ăn bánh trắng trắng ngon hơn hay sao? Anh hai đòi bánh trắng trắng nãy giờ. Yeah, bye bye. Cậu ba lấy kìa, cậu ba lấy bánh trắng trắng cho mụi Mão kìa. Từ từ Mão phải bình tĩnh. Bánh trắng đó chưa có trọn. Kệ, anh hai phái trắng thì cho anh hai trắng đi nha mụi. Mụi đang cho cá ăn đi, cho cá ơi. Ví dụ như mụi đang cho cá ăn nha. Mụi làm gì mụi? Dạ, cho cá ăn. Sao cho cá ăn mà đội nó bảo hiểm vậy? Hả? Sao đội nó bảo hiểm mà cho cá ăn? Dạ. Hủi cho nhiều vậy, cho ít thôi, cho mấy hột thôi. Rồi được rồi, nhiêu đó được rồi. Trời ơi, cá hôm bữa mụi mua ở trường nè các bạn, phải không? Cá lia thia xanh hôm bữa mụi mua nè. Ngày nào mụi cũng cho cá ăn hết. Mụi cho cá ăn ngày 3 lần nha. Mỗi lần mấy hộp mụi? Mỗi lần 20 hộp. Dữ vậy? Ôi, mỗi lần có 10 hộp à? Lộn, không phải 20 hộp mà là 200 hộp. Mỗi lần có mấy hộp vậy mà dám nói 200 hộp? Thôi cất đi, cất cất thức ăn cá đi. Rồi đi. Đi đâu vậy? Đi đâu mà ai biết con, tự nhiên con đợi nó bảo hiểm đi đâu ạ? À? Ủa, mà sao cô phát thì mặc áo khoác đeo khẩu trang? Thì mẹ mặc áo khoác đeo khẩu trang chứ mẹ đâu có đi đâu. Mẹ đi không vô ở chuồng cấp 2. Hả? Dạ đi không vô ở chuồng cấp 2. Vậy hả? Giờ đúng, đi á hả? Đúng dạ. Giờ không biết có trên đó có ai không mà không gió lên đó dữ vậy. Đi đó phải không? Ừ. Rồi đi thôi, mang dép vô đi. Dẫn xe đi. Dép vô mình đi thôi nào. Mở đi xe đó hả? Đúng, đúng. Đi nổi không? Dạ nổi, nổi. Đi xa mà sao đi này chị? Xe nó nổi. Không, con nổi mà cái nón bảo hiểm này ở đây đi. Ở đây đi. Nón bảo hiểm ở đây đi nha. Không được gió đi nha. Rồi đi đi, mở đi mình nha. Thì cho mũi đi mình á, mũi đi xe đó đi lên từ tới trường cấp 2 sao nổi mũi. Nhưng mà mũi nổi, mũi đạp xe mà đi. Trời mới mưa xong cầu trượt có ướt không mũi? Qua trượt cầu trượt có ướt không? Xuống. Xuống đi, xuống đi, xuống đi. Còn đây là bạn.
Ừ. Đang có khi ngồi quay vậy á hả? Ôi. Ôi coi chừng ướt kìa mọi ơi. Ướt rồi phải không? Rồi mới mưa xong cho nên cầu trượt bị ướt rồi mà không có đi được. Mọi đi này đi. Hôm nay mỗi lần hôm nay nghỉ hè. Bông phượng nó hết nở. Rồi bông phượng nở sớm quá hè, mới có hè mà bông phượng nở sớm quá nay nó rụng hết trơn rồi. Đúng rồi, cái phượng này hôm bữa chưa hè mà nở đỏ hết trơn, nhớ không? Mọi nhớ không? Nay hè rồi cái hết nở, nay còn lá không? Vải thật sự còn mấy bông à? Đâu? Ừ, còn lơ thơ có mấy bông ở ngoài này. Học võ thì nghỉ giải lao ra đây chơi hả? Dạ. Chơi không đã hả? Sao giờ lên đây chơi nữa muội? Dạ không. Mới có học hai bữa võ. Ừ, mai mốt là học và chơi đây đã luôn. Ngày giờ giải lao là ra đây chơi đã luôn ha. Dạ. Bây giờ về đi, mai mốt học võ rồi ra chơi. Về còn đi tiệm mua bánh nữa. Đi tiệm mua bánh không? Mua bánh kìa. Mua bánh gì mà mụi thích ăn á? Chị muốn mua đồ chơi thôi. Mụi mụi thích ăn bánh gì nè? Mụi nói đi. Bánh tráng trộn. Bánh tráng trộn phải không? Còn gì nữa? Lần đầu tiên trái thanh luôn có trong bánh tráng trộn, trộn. Chơi này vui quá. Vui lắm hả? Không muốn về luôn. Thôi chơi này vui quá, mụi không muốn về luôn. Vậy cho mụi ở đây chơi luôn. Mẹ về. Mẹ về. Mẹ về nha.